Rồi, cô chào mấy bạn ha. Như cô hứa với bạn là cô sẽ giải tiếp tục 106 tới 110 của phần part 5 và test chính của economy 5, right? Rồi, thì mình tiếp tục mình sẽ giải 106. Mình sẽ thấy như thế này, A, B, C, D tất cả đều động từ khác nhau thì cô này phải dịch nghĩa rồi ha. Bởi vì gì bạn? Bởi vì cái cửa hàng của thằng Jack này á thì đã ngừng cung cấp tới gì đây, cung cấp cái sản phẩm của nó tới local stores, những cái cửa hàng địa phương. Do đó cái gì bạn, thịt đà điểu khô á, mà như là unique, độc nhất vô nhị đúng không, là không thể nào được mua tại bất kỳ cái gì đây cửa hàng địa phương nào. Do đó bạn thấy đáp án A là phù hợp nhất về nghĩa đúng không. Rồi bạn nhớ đồng nghĩa từ buy là mua đúng nhờ, và quá khứ của từ buy là từ bought, từ bought này đúng không bạn, buy bought được chưa. Rồi tiếp tục câu 107. 107 bạn xem. Tiếp tục bốn đáp án nó là gì đây bạn? A, B, C, D đều là đại từ hết đúng không? She là đóng vai trò làm chủ ngữ nè. Herself là đại từ bản thân nè. Đáp án C là đại từ sở hữu nè. Và đáp án D là tính từ sở hữu. Được chưa? Bạn sẽ thấy nhìn tiếp tục nhìn trước chỗ trống và sau chỗ trống, bạn sẽ thấy được cái từ that, và sau chỗ trống là một cái employees đúng không ạ, một cái nhân viên mà như nào work, làm việc như nào tốt nhất, best đúng không. Thì mình thấy nó là một gì bạn, là một câu đúng không nhỉ, một cái mệnh đề đúng không. Thì chỗ này mình thấy trước cái danh từ này chỉ thể là một tính từ sở hữu mà thôi, để hoàn chỉnh làm gì bạn, để hoàn thiện một cái cụm danh từ là có employees rồi, không thể nào là she chỗ này nữa đúng không, là loại herself là đóng vai trò làm tân ngữ là đó, hoặc là nhấn mạnh nè. Do đó cái chỗ này là sai vị trí, loại luôn. Và cái gì bạn, một cái đại từ sở hữu, đại từ sở hữu thì sau đó có cộng danh từ nữa hay không? Không. Ví dụ cô nói can you give me your keys, bạn có thể cho tôi như thế nào, bạn có thể đưa tôi cái chìa khóa của bạn được hay không. I can't find my keys, tôi không thể tìm được cái chìa khóa của tôi. Thì thay vì cô kêu là nhờ, I can't find my keys, thì cô nói sao, I can't find my, đúng không ạ? Ra cái từ my, cái chỗ này thay thế cho gì bạn, my keys, ok. Do đó chỗ này như nào, đã là đại từ sở hữu rồi thì không thể nào cộng một danh từ nữa, và chỗ này là danh từ, do đó mình sẽ loại luôn đáp án C, và đáp án D là phù hợp nhất đúng nhỉ. Chọn ngay đáp án là D, là tính từ sở hữu để hoàn thiện thành một cụm danh từ. Rồi nhân tiện nay cô luôn nhắc lại cho bạn cái từ that chỗ này như thế nào để các bạn làm bài thi ha. Từ that chỗ này sẽ có hai dạng, bạn nhìn vào nhá. Thứ nhất cái từ that chỗ này, thứ nhất bạn nói I think hay là I believe that, tôi tin rằng, tôi nghĩ rằng, my mom will come here, mẹ tôi sẽ như nào sẽ đến đây đúng không. Thì cái từ that chỗ này có nghĩa là rằng đó, ai tôi tin, tôi tin rằng là tôi nghĩ rằng nè đúng không, mẹ tôi sẽ đến đây. My mom là chủ ngữ, will come động từ đúng không, thì đó là một mệnh đề được chưa. Còn cái trường hợp thứ hai bạn thấy this is a shop, đây là một cửa hàng mà như nào, that is painted red, nó được sơn bằng màu đỏ, thì chỗ này nó không còn nghĩa là rằng nữa, mà nó đứng sau một danh từ shop này để bổ nghĩa cho từ này, thay thế cho từ này đúng không, thay thế cho từ này là cái cửa hàng mà được sơn bằng màu đỏ. Và cái từ that chính là một cái gì bạn, đại từ quan hệ, nằm trong một mệnh đề quan hệ đúng không. Do đó bạn thấy sẽ có hai trường hợp xảy ra được chưa. Và khi bạn thấy cái từ that mà trước nó là động từ think that hay là gì đó, thì bạn biết sau that chỗ này phải là một mệnh đề được chưa nhỉ. Rồi do đó quay lại bài, bạn thấy không bạn, như nào cái bài này thì tin rằng, nhận ra rằng đúng không, cái bạn này nhận ra rằng là gì đây, phải sao này là một mệnh đề nè. Nhân viên của cô ta thì làm việc tốt nhất khi mà họ được cung cấp với gì bạn, cái môi trường làm việc sạch đúng, sạch sẽ đúng không nhỉ. Rồi xong 107. 108 và cái câu này bạn thấy due to, sau due to là một gì bạn, cụm danh từ đúng nhỉ, đồng nghĩa từ because of. Nhưng mà ở chỗ này bạn thấy nó không đánh đố bạn ở chỗ đó, mà bạn thấy A, B, C, D tất cả đều là gì bạn, đều là danh từ khác nhau. Do đó mình phải như nào, mình phải dịch nghĩa ở câu này đúng không. Thì dịch nghĩa
thì mình thấy câu A cái từ gì bạn, manual. Manual nó nghĩa là gì bạn, nếu là tính từ đó, nó nghĩa là thuộc về tay, thuộc về thủ công, nhưng khi danh từ đó nghĩa là gì bạn, những cái cuốn sách hướng dẫn á, được chưa ha. Và đáp án B cái từ guide, cái này là gì các bạn, sự hướng dẫn, chính xác. Và câu C agency là gì nhỉ, đại lý đúng không. Và câu D là chính sách, chính xác. Thì bạn xem due to store gì đây nè, chỉ bạn bởi vì gì đây, cái chính sách của cửa hàng đúng không. Do đó như nào bạn, cashier là gì đây, cashier, cashier là thu ngân đúng rồi, thu ngân không thể nào chấp nhận những cái gì là những cái sản phẩm mà return. Cái chỗ này bạn thấy thì đây bạn, động từ thêm ed đóng vai trò là nghĩa bạn tính từ, hay những cái sản phẩm mà gì đó, sản phẩm bị trả lại, được trả lại, sản phẩm bị trả lại từ một trong những cái gì đây các bạn, khách hàng. Regular là khách hàng gì các bạn, thường xuyên đúng không, của gì đây, của cửa hàng. Bạn nhớ cụm từ này cho cô luôn, cụm từ regular customers là khách hàng quen đúng không. Nó sẽ đồng nghĩa với một từ mà sẽ có trong cái gì bạn, cái từ cuốn từ vựng 600 á, bạn nào nhớ không nhỉ, bạn nào nhớ cái từ đồng nghĩa với từ này là patron, chính xác. Nếu là cô nhớ patron được chưa. Rồi, và patron này thì đồng nghĩa với từ regular customers, các bạn lưu ý chỗ này nhé, được chưa. Rồi cô sẽ ghi cho bạn cái từ này. Đó, patron đồng nghĩa với từ regular customers, ok. Rồi, do đó bạn dịch thì xem thấy đáp án nào đúng nhất. Đáp án D là đáp án chính xác nhất, được chưa nhỉ. Đó, theo cái chính sách của cái cửa hàng thì thu ngân không thể nào mà chấp nhận những cái sản phẩm bị trả lại từ một trong những cái khách hàng quen của cửa hàng ha. Rồi, qua câu này bạn sẽ học được những cái từ gì nhỉ, được những cái đáp án A, B, C là những cái nghĩa của nó đúng không. Rồi tiếp tục cái từ regular customers đồng nghĩa với từ patron, nhớ nha. Rồi sau một câu 108 tiếp tục với 109, nếu bạn nào biết được cái cụm từ in response to thì bạn làm câu này một cách cực kỳ dễ dàng trong vòng 3 giây ha. Đầu tiên bạn sẽ thấy như thế nào bạn, for, like, in, at, anh biết nó là gọi về gì đấy bạn, về giới từ rồi đúng không. Thì gọi về giới từ thì bạn nhìn ngay cho cô trước chỗ trống và sau chỗ trống, và nhìn ngay thấy cái cụm response to đó. Và nhớ cho cô khi thấy response to là gì đấy, in response to là gì nhỉ, đáp lại, phản ứng lại gì đó, trả lời cho cái gì đó, được nhá. Nhớ là cụm danh từ như vậy. Bạn dịch câu này xem nào, thì gì bạn, cái cửa hàng này sẽ như nào, sẽ giảm giá của cái sản phẩm của nó để gì đây bạn, để trả lời lại, để phản ứng lại đúng không, để đáp lại gì đây, gì bạn, một cái gì bạn, cái sự cạnh tranh về giá mà như nào, intense là như nào bạn, khắc nghiệt đúng không. Và với gì đây, với công ty gì bạn, công ty đối tác hay là công ty gì đây bạn, công ty cạnh tranh của mình á, đúng không ha. Rồi thì bạn sẽ thấy ngay là mình sẽ chọn ngay là đáp án là C. Rồi đáp án C nha. Bây giờ nhớ cụm từ này cho cô nhớ bạn, in response to, được chưa. Rồi tiếp tục 110 câu cuối cùng. Và câu này nhìn từ vựng này kia thấy vậy thôi, nhưng mà bạn thấy nhìn vô đáp án trước nha. Câu này thì cực kỳ dễ, là xem cô làm trong vòng 3 giây này nhé. Bạn thấy nhìn vô bốn đáp án A, B, C, D thì bạn thấy câu A là tính từ đúng không, important, đuôi gì bạn, cái đuôi này là đuôi tính từ nè, được chưa. Đó, important. Rồi câu B là gì bạn, so sánh nhất của tính từ đúng không, quan trọng nhất. Đáp án C là cardly là biết gì nhỉ, là trạng từ. Rồi cardly là trạng từ đúng không. Và câu D là gì nhỉ, là danh từ đúng không bạn, cái đuôi này đuôi danh từ, được chưa. Importance là sự quan trọng, tầm quan trọng ha. Thì mình xem
Tiếp tục nhìn vào trước chỗ trống và sau chỗ trống, thấy gì bạn? Mạo từ the, chị sẽ biết ngay sau mạo từ the là một danh từ. À, ha, danh từ đó chính là đáp án gì ạ? Đáp án D, đúng không? Và sau chỗ trống như nào bạn? Từ, từ giới từ như nào? Giới từ ọt trở đi, bạn nhớ cho cô, không quan tâm nữa, đúng không? Nó chỉ là thành phần phụ mà thôi. Thì do đó sau mạo từ the chỗ này là một danh từ, do đó bạn chọn ngay đáp án là D. À, cô giải thích cho bạn nên thấy lâu thôi, nhưng khi bạn làm là như nào 3 giây đầu tiên bạn sẽ thấy đáp án của nó là gì bạn, là câu hỏi về từ loại. Và tiếp tục nhìn thấy mạo từ the, và sau mạo từ the là gì đây, là một danh từ, và sau chỗ trống là từ giới từ ọp trở đi, không quan tâm nữa, đúng không? Và do đó chọn danh từ, chọn ngay đáp án D, 3 giây. Được chưa? Cực kỳ đơn giản ha. Câu này là câu không còn dịch nghĩa luôn ha, nhưng mà để cô dịch nghĩa cho bạn để xem rõ, học thêm những từ nào trong 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 cái câu này nhé. Nghĩa bạn diễn giả, đúng không? Diễn giả khách mời nè, thì như nào tại cái cuộc hội nghị này, thì như là bạn nhớ cái từ constantly. Constantly là gì bạn? Constantly là gì đây? Liên tục, chính xác, nhớ từ này nhé. Constantly là liên tục. Liên tục stress là gì bạn? Nhấn mạnh về cái gì đây? Về cái tầm quan trọng của kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Ok, rồi xong câu 110. Ok, và bây giờ hết 5 câu rồi đúng không? Rồi, cô sẽ hứa hẹn các bạn là tiếp 5 câu sau ha. Các bạn nhớ gì là làm lại những câu này nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.